Hiểu, hiểu vấn đề không? Họ bị giảm độ nhạy insulin. Sau một thời gian họ đi tập và họ thì cái lượng độ nhạy họ tăng lên thì bắt buộc họ phải giảm cái liều dùng xuống. Còn nếu họ không giảm liều dùng thì có nguy cơ họ sẽ bị tụt đường huyết trong lúc tập luyện. Giống như mình cắm insulin vô, cái đẩy cái mức insulin cao quá đi mà cái lượng đường trong máu không đáp ứng nổi á, thì nó sẽ bị sụp. Nên lưu ý một cái đó. Ok. Rồi, cái đó mình hay nói lại. Rồi bữa nay mình sẽ đi tiếp hormone. Hormone sinh dục nam nữ, testosterone. Đầu tiên câu hỏi là bây giờ ví dụ muốn tăng cơ thì mình sẽ chú ý vô những cái gì để mình tăng cơ. Tăng cơ và giảm mỡ mình cần chú ý những điều gì? Ví dụ ăn uống tập luyện như thế nào? Theo theo quan điểm cá nhân. Tăng cơ thì em nghĩ là nên nạp đủ một lượng protein nhất định theo thể trạng cơ thể như cân nặng. Một ngày coi như nạp bao nhiêu protein vào xong tập luyện thì sau tập thì phải nạp protein vào rồi lúc đó cơ nó mở ra. Nếu như nạp whey vô đó, đúng không? Để tái tạo cơ bắp. Cái đó là cũng đúng. Cái dạng quay nó hấp thụ nhanh và trong quay thường nó cũng có một lượng đường để giống bữa mình nói là để nó mở cửa tế bào ra để cho hấp thụ protein vô. Còn cái việc mà ví dụ ăn uống thì có một người ăn uống bình thường á, thì cái thời điểm có một số trường hợp người ta cho là thời điểm sau khi tập ăn protein nhiều là tốt nhất, tại vì đó là lúc gọi là thời điểm vàng để nào. Cũng đúng nhưng mà cũng chưa chính xác, tại vì cái đó gọi là niềm tin thôi, người ta cho rằng như vậy chứ không có cái cụ thể nghiên cứu cụ thể. Tại vì có nghiên cứu cụ thể là tập xong nạp vô nó hấp thụ liền, nhưng mà cũng có những nghiên cứu là không cần nạp liền, 5-6 tiếng sau nạp vẫn được, nó vẫn hấp thụ. Tại vì cơ bản thức ăn khi vào người mình nó nằm tới 6 tiếng 8 tiếng rồi thì toàn bộ quá trình đó nó đều hấp thu cơ thể hết, chứ không phải là giống như cái máy nạp cái hấp thụ liền. Nên cái đó kiểu mình tin thì nó có và không tin thì thôi vậy đó. Rồi bữa nay đi tới testosterone, có thấy màn hình xe không, có thấy không, thấy màn không? Testosterone đây là cái hormone. Nhưng mà cũng sẽ tắt bớt nhạc đi, hơi ồn nghe. Ok, nghe được Ok. chưa? Rồi, Ok. testosterone được sản xuất ở bộ phận sinh dục nam, còn estrogen là của bên nữ thì sản xuất ở buồng trứng. Thì cái hormone này á, nó là một trong những cái mà khiến cho người nam lúc nào cũng mạnh hơn, cũng phát triển cơ tốt hơn so với nữ. Tại vì hormone này chức năng nó là giúp tăng cơ. Ở đây có ghi đây. Thì cái lượng hormone testosterone này nó nằm trong cơ thể nam gấp 10 lần so với người nữ. Nên đó giờ tập có nghe cái chuyện là mấy người nữ hay bị sợ tăng cơ đó. Mấy người nữ đi tập hay nói tập sợ tập nặng bị tăng cơ. Thì hồi trước mình cũng hay nói là giờ muốn tập mà bự như người nam đó thì mình phải tập gấp 10 lần. Tại vì cái lượng hormone mình ấp thấp hơn của người nam nên mình phải tập nhiều hơn, mình ăn nhiều hơn. Mà cái đó là trên lý thuyết mình nói để người ta dễ hình dung thôi, chứ thật ra giờ có tập nhiều hơn nữa thì chỉ có mệt, chỉ có bị đuối mất cơ thêm, chứ nó cũng không tổng hợp được. Lúc sau nữa mình sẽ đi đến cái hormone tiếp theo, mình sẽ biết tại sao nó khi nó mệt nó bị mất cơ. Rồi ở đây lượng testosterone nam cao gấp 10 lần của nữ và nó đóng vai trò chính là những đặc tính về giới tính nè, gồm có kiểu khuôn mặt nó thay đổi, nó thay đổi cấu trúc khuôn mặt của nam và nữ, nhìn vô biết nam, nhìn vô biết nữ liền. Giống như người chuyển giới, mình nhìn vô là mình biết họ có phải người chuyển giới hay không, kiểu vậy đó. Và cái phân bố lông tóc trên người, tóc dài, tóc ngắn này kia nọ. Rồi, đây, rector, muscle mass nè. Đặc điểm chính của testosterone là tạo cơ nè. Rồi, còn cái tiếp theo là estrogen. Estrogen thì nó sản xuất ở buồng trứng nữ, đóng chiếm những cái vai trò về đặc trưng giới tính khi mà ở độ tuổi cơ bắt đầu dậy thì đó, thì phát triển về ngực rồi bắt đầu có chu kỳ mỗi tháng vậy đó. Rồi cả hai cái này
Cả hai cái hormone này, estrogen và testosterone, đều đóng những cái vai trò quan trọng trong cái quá trình. Tức là trong cả nam và nữ đều có hai cái này luôn. Có cả testosterone và estrogen luôn. Chứ không phải là nam chỉ có testosterone không mà nữ thì chỉ có estrogen không. Cả nam và nữ đều có hai cái thằng này. Nhưng cái nào nhiều hơn? Bên nam thì testosterone nhiều hơn, còn bên nữ thì thấp hơn một chút, thấp hơn so với của nam. Thì đóng vai trò chính của nó là giúp cơ thể phát triển và sửa chữa các mô và tế bào. Rồi, đây ở đây, ở đây không có ai, có mấy thường sẽ có mấy bạn tập thể hình sẽ quan tâm cái này, không biết mình có quan tâm hay không. Về vấn đề là tăng cơ anabolic, để anabolic tức là cái việc tăng cơ liên quan đến testosterone. Có nghe cái chuyện mà tập xong rồi tiêm thêm testosterone này kia để cho nó bự lên không? Có bao giờ? Chưa nghe hả? Tại không có làm trong ngành nên không biết á. Tại vì mấy cái người mà thi đấu á, họ không có tự nhiên mà họ bự vậy đâu. Họ phải có cái hormone ngoại sinh, phải có testosterone tiêm thêm thì họ mới bự lên được như vậy. Và cái đó người ta gọi là anabolic, để đồng hóa, xây dựng cơ gấp 3, gấp 4 lần bình thường. Mà khi mà cái anabolic này nó tăng thì bên cạnh đó cái những cái đặc trưng về giới tính đó, nó cũng tăng theo. Giống như họ lúc đó họ sẽ mọc râu tóc nhiều hơn, họ sẽ cáo bẳn hơn, họ kiểu nam tính đó, thì kiểu họ dữ dàng hơn này kia. Nhưng đến giai đoạn cục họ xúc. Sẽ cục xúc á. Nhưng mà cái đó chỉ thường kéo dài khoảng 8 đến 12 tuần là tối đa thôi. Nếu xài hơn cái đó thì tưởng tượng giống như cơ thể mình có cái chế độ homeostasis đó, nhớ không? Cân bằng nội môi. Khi mình nạp một cái bên ngoài vô, testosterone ngoài đi, mục đích mình muốn tăng cơ, mình nạp bên ngoài vô thì cái báo hiệu cho cơ thể nó luôn giữ ở mức cân bằng. Mới đầu mình nạp vô thì nó cao thiệt thì nó vẫn build cơ nhiều hơn. Nhưng sau 8 tuần bắt đầu cơ thể nó thích nghi được cái lượng mình nạp vô đó rồi. Nó giữ lại mức cân bằng bằng cách gì? Nó tắt cái tín hiệu, nó tắt cái testosterone trong cơ thể mình luôn. Tức là mày có bên ngoài rồi, tao không sản xuất nữa, tao nghỉ khỏe. Hiểu chưa? Tức là bây giờ mình sẽ bị lệ thuộc vào cái bên ngoài. Và khi nó tắt cái bên trong này, tại vì khi bên trong này nó sản xuất, nó testosterone này nó sản xuất còn thêm những thứ khác đi kèm để nó đặc trưng cho giới tính nữa. Còn khi mà nó tắt rồi á, thì bắt đầu những người nam nó sẽ chuyển qua chế độ chuyển hóa thành nữ. Hiểu không? Nó ngộ, có hiểu vấn đề không? Tiêm cái này để cho nó nam tính, nhưng mà tiêm lâu quá là chuyển thành nữ. Tại vì cái bản chất testosterone của nam nó đã bị tắt rồi, thì bắt đầu phát triển, nó lại trở thành phát triển ngực, rụng râu tóc này kia, rụng lông, lại phát triển những đặc tính của nữ. Tại vì như nãy nói, bản thân nam và nữ đều có hormone nam và hormone nữ trong cơ thể hết, nên khi một bên nam tắt rồi thì cái bên nữ kia nó cao lên vậy thôi. Rồi có thay đổi giới tính về tâm lý luôn. Đúng rồi, cũng có thay đổi giới tính về tâm lý. Rồi cái đó người ta cũng ứng dụng vô để người ta giúp mấy người chuyển giới, thay đổi cái ngoại hình, thay đổi hormone bên trong cơ thể luôn. Cái đó là nói thêm. Để hôm nào nói về cái đó nữa, có mấy bạn nào quan tâm thì nói về cái chuyện mà giữa một bên lợi ích tăng cơ và một bên là lợi ích tác dụng phụ của nó, cái những cái hại tác dụng phụ đó. Rồi estrogen thì nó đặc trưng cho những chức năng của cơ thể nữ như là phân bố chất béo nè, fat deposition ở xung quanh khu vực hông, mông và đùi. Đó, bản chất nữ sinh ra là sẽ bị to mông, hông, đùi. Tích mỡ dùng đó nhiều tại phục vụ cho vấn đề sinh sản. Rồi, ok, tiếp theo đó là cortisol. Đó giờ có nghe cortisol chưa? Cortisol. Có ai nghe cortisol chưa? Cortisol. Vậy có nghe corticoid chưa? Nghe rồi. Corticoid là gì? Cái chất để kháng lại mấy cái trên mỹ phẩm mụn rồi. Đúng rồi. Corticoid là chất kháng viêm. Thì nó, cái gốc của nó cũng giống cortisol. Nó là một dạng steroid. Mà cơ bản steroid, cái tên của nó như vậy, nhưng mà gọi chung hết nó đều là hormone và enzyme, thì cơ bản nó đều là protein hết. Đó. Rồi cái cortisol này nó làm cái gì? Cortisol này, ở trên này mình có học
testosterone nè, là nó giúp build cơ ha, xây dựng cơ lên, dậy lên. Thì ngược lại cái hàng cortisol này nó bào cơ, nó phá hủy cơ đi. Nó phá hủy cơ ra đây ở dưới này. Ngược với testosterone, cortisol này nó sẽ làm quá trình dị hóa, anabolic là đồng hóa, còn catabolic nè là dị hóa, hormone dị hóa, phá hủy những cái sợi cơ dưới tác động của stress như là việc tập luyện. Đây, đây là một cái minh chứng cho cái chuyện là tập nhiều không phải tốt. Tập nhiều, cơ thể bị stress quá mức thì nó sẽ tăng cái cortisol này lên. Tăng cortisol thì cái chuyện mà mình đang muốn mình tập để nó build thêm cơ, nhưng mà mình tập quá dài, thành ra cơ thể bị stress, nó lại đốt cơ hết, nó không còn gì hết. Nên cái gì cũng đủ thôi. Rồi, cái thứ mà nó được sản sinh từ tuyến thượng thận, tuyến thượng thận, rồi nó phá hủy những cái sợi cơ này để làm cái gì? Do áp lực stress lên cơ thể. Nên cái chuyện này, stress này không chỉ là cái việc tập luyện mà nó có thể bao gồm luôn tất cả những thứ khác. Ở dưới này có nè, high level cortisol. Cái cortisol này tăng cao khi nào? Khi mình bị overtraining. Overtraining tức là mình tập cường độ cao, kéo dài. Một là quá nặng, hai là kéo quá dài, làm cho mình bị căng thẳng. Rồi những cái áp lực về việc stress, stress giống như từ công việc, từ những cái thứ mình suy nghĩ thôi. Bị thiếu ngủ, poor sleep, hoặc là chế độ dinh dưỡng kém, đều dẫn đến phá hủy cơ. Và nó phá hủy cơ này để làm gì? Để nó quay ngược lại, nó chuyển hóa từ sợi cơ đó ra thành carbohydrate, chuyển thành fat, chuyển thành protein để nuôi cơ thể. Đó, cơ thể nó rất là thông minh, tự động nó sẽ chuyển qua chuyển lại nhau. Nó dư thì nó đồng hóa để nó xây dựng, còn nó thiếu hoặc nó gặp nguy hiểm gì đó, nó sẽ tự bào cơ thể nó ra để nó có cái nguồn nguyên liệu để nuôi sống cơ thể. Bởi vậy luôn nhớ là cơ thể nó ưu tiên số 1 là sinh tồn, chứ không phải là để đẹp. Sinh tồn là chính. Nên mình phải khi tập mình có một cái kế hoạch tập sao cho nó ok, để mình không có bị quá tải, không bị overtraining. Khi mà bị overtraining rồi á, khó để quay lại cái mức cũ lắm. Rồi, ok. Và nó có những cái gọi là side effect, tức là tác dụng phụ không mong muốn. Đó giờ có khi nào đi tập mà có những ngày đáng lẽ đi tập mà bước vô cái hết muốn tập không? Có. Vô thừ lên nửa tiếng rồi không biết làm gì trong. Những ngày như vậy thì nên đi về nhà ngủ hoặc đi về nhà nghỉ khỏe. Đi về nhà, tại vì mình phải hiểu bản thân mình, giống như ok mình nghỉ bữa nay nhưng mà để là cơ thể nó phục hồi, xong ngày hôm sau mình quay lại mình cháy nhiều hơn, kiểu 100% sức mình được, còn hơn là mỗi ngày vô cứ 50-50-50 mà nó không mang lại lợi ích nhiều. Đó. Ok, bữa nào khỏe vô quốc tới bến, còn bữa nào mệt đi về, chứ không có làm nữa, không chơi nữa. Rồi, tại vì khi nó mệt vậy là cơ thể nó đang báo hiệu là đang bị stress rồi. Một là stress công việc, hai là thiếu ngủ, hai là thiếu ăn hay thiếu gì đó, một cái gì đó trong đó nó bị thiếu hoặc là quá mệt thì cần nghỉ ngơi, thì cứ cho nó nghỉ. Mình phải hiểu cơ thể mình. Rồi, ok. Tiếp theo mình có GH, tóc hormone tăng trưởng. Hormone tăng trưởng GH. Cái tên này nó đã nói lên rồi ha. Tăng trưởng là nó sẽ kích thích cơ thể phát triển. Hormone tăng trưởng này bao gồm nó tiết ra cả estrogen, testosterone, và nó tiết ra trong lúc mình ngủ sâu và những cái hoạt động thể chất khác. Rồi, chức năng chính của hormone tăng trưởng này, growth hormone primary nè. Chức năng chính của nó là anabolic. Cái nãy anabolic là đồng hóa. Đồng hóa là nó xây sợi cơ đó. Nó lấy nguồn nguyên liệu từ carbohydrate, đạm, chất béo xây lên sợi cơ. Rồi đồng hóa chịu trách nhiệm để phát triển trong suốt thời kỳ childhood, là thời kỳ kiểu thanh thiếu niên đó, từ nhỏ cho đến hết độ tuổi dậy thì sau 18. Và nó đặc trưng cho những cái hormone về giới tính luôn, kiểm soát hormone giới tính. Và khi có cái growth hormone này tốt, phát triển tiết ra đủ á, thì nó tăng luôn cái việc phát triển xương, phát triển mô cơ,
đồng hóa protein và đốt chất béo luôn, và cải thiện được sức mạnh cũng như là cái hạn chế bị viêm, kháng viêm. Cái này nãy soạn ra định nói nhiều về cái chuyện anabolic mà giờ không ai học anabolic hết thôi. Để coi. Dạ, yeah, ok. Có muốn nghe thử qua anabolic không? Anabolic. Có, bắt đầu đi. Ok, để coi. Anabolic, ở đây mình có một cái bảng. Nãy có nói là cái chuyện mà người ta xài những cái ngoại sinh đó, và testosterone đó, thì nó có một bên anabolic nè. Anabolic là đồng hóa cơ, đồng hóa để xây lên sợi cơ. Còn cái chuyện, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Và cái chuyện bên cạnh nó tăng đồng hóa cơ thì nó có cái androgenic. Androgenic này là những cái mình có thể hiểu nôm na nó là những cái thể hiện tính trạng, gọi là về giới tính, về cái hormone. Nó không có giúp mình tăng cơ mà nó giúp, nó làm mình thay đổi những cái hormone khác. Và đây ratio là tỷ số của nó. Thì ví dụ testosterone bình thường ngoại sinh nè, tỷ lệ 100-200, tỷ lệ 1-2 ở đây nè, 100-200. Thì khi những người mà, tại sao người ta lại suy nghĩ tìm ra cái testosterone này để làm cái gì? Tại vì có một số cái loại bệnh như là bệnh S hoặc là bệnh ung thư, những cái bệnh kém phát triển, thiếu hormone này, thì họ tiêm vô để giúp họ giữ được cái lượng cơ. Có thấy cái chuyện là mấy người bệnh S, bệnh ung thư càng ngày họ càng ốm, càng rút lại đó, nhớ không? Có thấy chuyện đó không? Họ bị ốm lại, họ bị rút lại là lý do tại sao là cơ thể họ luôn bị viêm. Mà nó bị viêm liên tục như vậy, nó viêm như vậy thì nó lấy từ đâu ra? Nó lấy từ cơ ra đó, nó lấy từ cơ ra, từ những cái cơ đó nó chuyển thành những enzyme để kháng viêm. Thành ra cái người càng ngày càng bị rút lại nhỏ xíu luôn. Thì họ mới phải dùng cái testosterone ngoại sinh này vô, tiêm vô để nó giữ cơ, cộng với tập luyện này kia để cho nó giữ cho nó khỏe. Thì nhưng mà sau khi người ta phát minh ra để làm những cái chuyện đó, thì người ta thấy lợi ích của cái chuyện tăng cơ đi, xong ta lấy nó để ta đưa vô thi đấu, tiêm vô người để cơ bự lên đi thi đấu. Có những người thi đấu những môn sức mạnh, hoặc những người thi những môn thể hình chẳng hạn đó, họ sẽ tiêm những này vào. Thì tỷ lệ 1-2 tức là gì? Hai phần đồng hóa lên cơ thì nó chỉ có một phần là kiểu tác dụng phụ thôi. Mình hiểu nôm na tác dụng phụ là này, thì tức là không nhiều, nhưng thì này, cái này tỷ lệ 1-2 nó không quá nhiều, cũng không quá ít. Còn như ở dưới này có những cái chất khác họ có thể xài nè, như này mấy người thể hình sẽ rất là hay xài ANAVA. ANAVA đây, adrenaline androgenic rất là thấp, có 24 thôi, mà khả năng đồng hóa lên tới 300 đến 630, thấy không? Đấy. Rồi, có một số cái nó còn khủng khiếp hơn. Ví dụ 100 200 này là ở mức bình thường, nó cao hơn mức bình thường xíu. Ví dụ cơ thể mình tiết ra 11, tỷ lệ 11 thì một testosterone để tăng cơ và một cái phát triển về đặc tính về giới tính. Con này là 1-2 là ngoại sinh rồi ha. Còn có những cái dưới này có thể thấy nè. 10.000 thì mình có thể hình dung được khi tiêm vô là nó phát triển kinh khủng cỡ nào. Rồi tác dụng phụ cũng tương đương vậy luôn. Còn một số cái như đây, mesibolon. Đó là lý do tại sao trong vòng có những người thi đấu mình thấy họ đang mập vậy đó. 3 tháng sau thấy là họ vừa bự, vừa khô, vừa nét, vừa cơ. Mà nếu mà natural không ai làm được vậy hết trơn. Nhưng mà nếu mà như vậy mình bơm như vậy tầm hồi nãy nói từ 8 đến 12 tuần là nó hết thì bắt đầu nó sổ ra không? 8 đến 12 tuần là mình phải ngưng, không được bơm nữa. Tại vì hay một cái tài liệu nghiên cứu về trenbolone á. Trenbolone không biết ở đây nó có không? Trenbolone là một dạng đó để tiêm vào. Thì khi giống như nãy nói là 8 đến 12 tuần cơ thể nó đã thích nghi với lại một cái loại chất đưa vô người rồi đó, thì nó không tăng cơ nữa. Nó tăng cơ hết rồi, xong nó dừng không tăng nữa. Rồi bắt đầu bây giờ nó lại toàn là tác dụng phụ không. Bắt buộc người ta phải dừng. Dừng ngay lúc đó và người ta phải đi trị liệu. Trị liệu để cho cái test trong cơ thể nó tăng lên lại và giảm cái test ngoại sinh. Thì hai cái để nó quay về trạng thái cân bằng. Thì trong giai đoạn đó tất nhiên là cơ nó không còn tăng nữa. Họ chỉ giữ lại được những cái mà giống như cơ bắt đầu nó bào mòn dần. Cho đến lúc họ quay về trạng thái bình thường thì họ giữ được bao nhiêu thì họ giữ. Còn nếu không thì coi như là mất.
Thì đó đó là tùy theo chiến lược tập luyện và ăn uống của họ coi có được giữ được cái lượng cơ đấy hay không. Và sồ tất nhiên phải sồ đó. Tại vì một bên giống như mình có chất hỗ trợ để mình khô hơn, mình bự hơn. Còn bên không có gì thì tất nhiên phải sồ ra rồi. Nếu duy Nó trì có phải theo... là chất cấm trong thi đấu không? Nó... Trong một số môn nó là chất cấm. Nhưng một số môn khác, ví dụ như thể hình quốc tế thì nó lại không quan trọng lắm. Tại vì ai cũng xài rồi. Nên nó không phải. Còn như một số môn thể thao, nhất là những môn Olympic á, nó sẽ cấm, nó sẽ test mấy cái đó. Tại vì nó làm mất đi cái tính khách quan với tính công bằng. Tính công bằng của thi đấu. Có cái ông Neil Armstrong, ông gì Armstrong đạp xe Tour de France đó. Có biết không? Tour de France, câu chuyện là ổng xài chất cấm, hắn liên tiếp chắc 8 đến 10 năm gì đó. Nhưng mà không ai điều tra được cái lúc mà test máu không thấy được cái chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì lúc ổng xài thuốc á, ổng xài thuốc xong cái lượng test trong người ổng tăng cao lên á. Ổng làm cái gì? Ổng rút máu ra. Ổng rút máu ra, ổng ủ đông. Ổng ủ cái máu đông đó. Rồi, ổng đưa người về trạng thái bình thường, đến ngày test ổng test xong. Sau ngày test ổng bơm cái máu mà có cái thuốc vô, bơm cái lượng máu đi vô lại thì bắt đầu ổng mạnh lên, thì ổng đua hoài không biết mệt. Thì cũng không ai biết được cái chuyện đó cho đến khi ổng tự nhận cái chuyện đó. Nhưng mà Armstrong, đúng rồi, Lance Armstrong. Đúng rồi. Đó thì cho đến khi ổng tự viết cuốn tự truyện, ổng nhận là ổng có xài thuốc thì từ lúc đó ổng bị cấm thi luôn. Nhưng mà ổng đâu cần thi nữa. Ổng thắng liên tục bao nhiêu giải rồi. Giờ viết cuốn tự truyện là bán ra một đống tiền nữa xong, nghỉ hưu được rồi. vậy cái này nó có được áp dụng trong thẩm mỹ không? Tại giống như là bút tất á, hay bơm vô cơ nó teo đi. Botox là một cái dạng chất khác, nhưng mà bữa trước hóa khóa học thì cái phần cái botox á, cái chữ tóc phía sau đó, tóc phía sau đó không, nó là thì đừng nên đụng với nó, tại vì nó là toxin. Toxin là chất độc, toxin chất độc hại, nó hủy cơ, nó là độc tố, không có gì lợi ích hết. Nó là một gốc toxin mà vì công thức hóa học thì dài lắm không nhớ. Toxin chất độc, tại vì thầy ta đọc toxin nên ta đọc toxin. Ok rồi, ok tiếp theo growth hormone, rồi mình đi đến heroid. Đây là tuyến giáp. Tuyến giáp nó điều khiển cái gì? Nó điều khiển về những cái chuyển hóa trong cơ thể. Chuyển hóa là chuyển hóa từ giống như đồ ăn sang cơ thể mình, rồi từ cơ thể mình qua đồ ăn qua lại vậy đó. Đây nó điều khiển gì? Điều khiển carbohydrate nè, chịu trách nhiệm điều khiển carbohydrate, protein và fat, chuyển hóa ba cái thứ đó. Rồi xong cái gì nữa, và nó quản lý cái việc tỷ lệ BMR nè. Cái chữ BMR mình có hay thấy không? BMR lúc mà tính thực đơn ăn nó có thấy không? Có. BMR là chỉ số cân, rồi sao ta, năng lượng cân bản mỗi ngày, giống như nằm không thôi nó cũng đốt như đó năng lượng. Thì đây cái tên nguyên của nó là basal metabolic rate, tỷ lệ chuyển hóa. Rồi cái không có tiếng giáp này nó còn làm cái chuyện là tổng hợp protein, rồi kiểm soát cái N-pyrin này. Bữa trước mình có học qua là cái catecholamine đó. Catecholamine ngồi nhớ không? Có adrenaline rồi epinephrine nè. Nhớ catecholamine không? Cái đó để làm gì? Nhớ không? Nhớ không? Có ai nhớ Chưa học bài đó. không? Catecholamine nhớ cái mà fight or flight không? Đánh hay chạy đó nhớ không? Đó, đánh hay chạy cái là catecholamine, là adrenaline này kia đó. Rồi cái hormone tuyến giáp này điều khiển luôn nhịp tim, nhịp thở, rồi nhiệt độ cơ thể. Rồi đây cái việc mà giảm hormone tuyến giáp này, giảm chức năng hormone tuyến giáp này sẽ làm giảm đi cái việc trao đổi chất nè, làm cơ thể mệt mỏi, trầm cảm, nhạy cảm với lại cái việc bị lạnh và dễ bị tăng cân. Thì
có một số bệnh lý trường hợp mình ta có thể bị suy giảm hormone tuyến giáp này, cái tùy giống như tùy mỗi người thôi chứ nó không có chung, không phải ai cũng bị. Rồi cái việc tập luyện ảnh hưởng gì đến những cái hormone này, thì testosterone và hormone tăng trưởng này sẽ tăng lên sau khi tập luyện, thấy không? After strength training, tập luyện sức mạnh nha. After strength training, tập luyện sức mạnh là những môn về tạ đó mà tập luyện cường độ khối lượng lớn á, và những cái aerobic trung bình, moderate là trung bình, aerobic trung bình tức aerobic ở đây không phải là mấy cô nhảy aerobic mà là những cái về hoạt động có dùng oxy á, giống như là chạy nè, rồi đánh tennis, rồi đá banh, rồi đạp xe, bơi lội này kia thì gọi chung là aerobic, có sự xuất hiện của oxy là gọi hoạt động hiếu khí á. Còn cái mà strength này là hoạt động yếm khí, ok, chứ không phải aerobic là đứng nhảy aerobic ha. Aerobic đó cũng là aerobic nhưng mà người ta đang nói là cái khái niệm lớn hơn. Rồi cũng đây cái ý này quan trọng của tôi đậm hai ba lần nè, cũng tương tự như vậy, cái việc mà tăng sau khi tập luyện nó tăng testosterone và growth hormone lên để nó phát triển cơ, thì bên cạnh đó nó cũng tăng cái gì, nó tăng cortisol, đây tăng cortisol lên nè. Nên càng tập thì nó có hai chuyện, cái gì cũng có lợi và hại, nó tăng một bên testosterone với growth hormone cao lên để nó xây dựng cơ, nhưng bên cạnh đó nguy cơ tăng cortisol cũng cao lên, nên mình phải kiểm soát cái chuyện tập. Rồi cái lượng cortisol trong máu, bloodstream, cái lượng cortisol xuất hiện trong máu cao á, thường xuyên sẽ là dấu hiệu dẫn đến việc overtraining. Các bạn có thể hoặc là bữa sau có thể nói sơ về cái overtraining này, nó những cái triệu chứng gì. Giờ có nhiều người biết về overtraining này lắm. Rồi những có dấu hiệu đó đơn giản. Rồi vấn đề xuất hiện đây, khi vấn đề xuất hiện khi mà mình tập, làm đi. Cái này giờ đọc tới đây mới nhớ, giờ đọc mới tới đây mới nhớ chứ nãy quên mất rồi, có đọc qua mà quên hết rồi, nên overtraining để nói lại sau. Rồi ok, ở dưới đây problem, vấn đề xuất hiện khi có cách nào để giảm cortisol không, có cách giảm cortisol không, là tập vừa phải như thế nào là vừa phải, thì mình phải tự đặt câu hỏi như thế nào là vừa phải. Thí dụ 3 đến 5 buổi một tuần, 3 buổi một tuần đối với mình là vừa đủ, theo cái công việc bên ngoài của mình nữa, những cái stress, những cái mình phải thức đêm, thức khuya, mỗi người mỗi cái khác nhau, mình phải tự cảm nhận coi mình có căng thẳng quá hay không. Khi mình căng thẳng lên thì cái cortisol nó tự động nó cao, và sau cái chuyện mình tập nặng, những cái mà mình hoạt động kéo dài nó cũng tăng cortisol lên luôn, thì mình phải cân bằng tùy mọi công việc mỗi người. Ví dụ công việc của huấn luyện viên PT thì suốt ngày chỉ có kèm khách rồi tập này kia nọ, không quá stress thì ok, tập nhiều hơn người ta. Còn mấy người mà làm văn phòng hoặc làm giám đốc chẳng hạn, nhức đầu quá thì cho ta tập vừa vừa thôi, chứ không ấy nó lại phản tác dụng. Ok rồi, vấn đề có thể sẽ xuất hiện khi extremely intense, tức là độ khó rất là, cái bài tập rất là khối lượng rất là lớn, hoặc là kéo dài trong những cái bộ môn hoạt động kéo dài. Đây endurance training đang nói đến, giống như những môn như marathon, bơi lội chẳng hạn, thì họ mỗi lần họ chạy lần mấy tiếng đồng hồ, chạy ít nhất chắc cũng phải 21 cây, chắc phải 2 tiếng, 2 đến 3 tiếng, thì cái cơ thể hoạt động liên tục như vậy, nó tạo stress rồi tăng cortisol liên tục, thì nó bào cơ liên tục luôn. Thì những người đó là những người không có thể nào có cơ, có lượng cơ lớn được. Nên như Tuấn nãy mới hỏi nè, cortisol đó lý do tại sao nó đừng nên tập nhiều, kể cả mùa xiết. Mùa xiết là cái mùa mình đang muốn giữ cơ thì mình phải tập nặng vô, rồi trong thời gian ngắn vừa đủ là nghỉ, chứ không phải tập ngày 6 tiếng, tập ngày quá lâu á thì nó tăng cortisol lên mà cái lượng tạ lúc đó lại quá nhẹ, thì giống như y như mình đang tập cường độ kéo dài nè, giống như endurance nè, giống như cầm cục tạ nhẹ hơn bình thường,
cái chừng cỡ 50% sức bình thường, mình tập đi tập lại nhiều y như là marathon vậy thôi, thì cái cơ đó cơ bản nó sẽ mất, mình không giữ được cái tối ưu cái lượng cơ của mình. Thì đó là cái để mình ứng dụng vô. Lúc đó nên làm gì? Lúc cutting thì nên chọn những bài main lift, chọn những bài lớn, tập khối lượng cao, tập mạnh xong để nó tăng testosterone lên, tăng growth hormone lên, xong dừng nghỉ ngơi, có thể chiều qua tập thêm 1-2 tiếng gì đó, hoặc là cường độ nhẹ hơn, chứ đừng có tập mà quá nhẹ mà kéo dài. Tại giờ thấy mọi người đang siết tập những cái bài cô lập cơ isolate, dừng từng một nhóm cơ nhỏ mà hả, tập đâu từ 7 giờ sáng đến 10 giờ trưa chưa xong nữa, nên cái đó hơi mệt á, không tối ưu được. Rồi thì cái những cái hoạt động quá nặng nè và kéo dài này, nó sẽ làm hạ cái mức testosterone, đây lower testosterone xuống, và nó tăng lên cái tỷ lệ của cortisol. Đó, tập quá nặng đến mức gọi là overtraining á, và hoặc là cái chuyện mà tập quá kéo dài á, nó không những không có lợi ích tăng cơ mà nó còn chỉ có đốt cơ không, nó không có tăng testosterone lên mà chỉ có giảm thôi, nó giảm cái đó xuống mà còn tăng cortisol, hormone căng thẳng lên nữa. Ok, thì dưới những đo được cortisol trong máu, cái này không biết có đo được hay không, có thể là đi hỏi bác sĩ có thể đo được. Thường là cortisol nó tăng cao á là vào thời điểm sáng sớm sau một giấc ngủ nè, giấc ngủ của mình cuối ngày của mình buổi tối á, là cortisol ở mức thấp nhất để làm gì, để mình hạ cái căng thẳng xuống, giảm stress xuống, để bắt đầu mình dễ thư giãn hơn đi vào giấc ngủ. Nhưng cái cuộc sống hiện đại mình cứ mỗi ngày cứ xài điện thoại, xài máy tính các thứ này kia đó, nó đang làm cho mình bị luôn trong trạng thái căng thẳng ở mức độ vừa đó, đúng không? Căng thẳng tại vì những cái ánh sáng này nó tác động vô, gọi ánh sáng xanh tác động vô não mình, làm mình không thể nào thư giãn được, nên người ta nói, thường nói là nên bỏ những cái đồ này qua một bên trước khi ngủ 2-3 tiếng gì đó. Thì cái đó mới thực sự gọi là rơi vào trạng thái thư giãn cho cơ thể, nó giảm hết cortisol xuống. Rồi khi mình bắt đầu ngủ đến một giấc đến sáng thì cortisol tăng cao lên để làm gì, thì mình mới thức dậy test, gọi là bằng cách test máu. Ok, đó Quân có trả lời bằng cách test máu. Test máu chắc có thể thấy được những cái chất này, nhưng mà kiểu bước vô phải nói lý do tại sao mình cần test những thứ này, bác sĩ sẽ hỏi những cái đó. Tuấn trước giờ có test thử mấy này chưa Tuấn? Test thử cortisol hoặc là testosterone này kia nọ. Tại vì cortisol nó sẽ tăng lên xuống trong ngày, chứ không giữ một mức nhất định, nên tùy cái thời điểm mình đo mà nó ra chỉ số khác nhau nữa. Thường là sáng sớm sẽ là cao nhất và nó sẽ giảm dần. Cao nhất đỉnh điểm là sáng sớm, xong nó giảm dần xuyên suốt ngày. Đến tối là mình mệt, là bắt đầu mình vô trạng thái thư giãn mình nghỉ. Nên cái chuyện buổi sáng á, thì không nên tập nặng nè. Tại vì mình nãy tập nặng mình sẽ bị tăng cortisol nè, ok. Nên buổi sáng không cần test cũng biết, quạo quọ dễ cọc. Rồi. Cái cortisol này nó nói là cái chuyện là buổi sáng mình không nên tập nặng. Buổi sáng thì mình nên tập những môn như aerobic, hoặc là tức aerobic tức là những cái môn nhẹ nhẹ. Dưỡng sinh đồ. Rồi sao ta? Chạy bộ cũng được, nhưng mà chạy không phải là kéo dài quá. Không phải là 2-3 tiếng, chạy kiểu nửa tiếng 1 tiếng, hoặc là vô tập tạ mức độ khoảng 65% thôi, chứ đừng có mới sáng sớm ra ví dụ squat 80-90%, 90%, 95% là sập liền. Nên mình chia ví dụ tập tạ mà muốn tập nặng, ví dụ bữa nay test một rep max, hoặc là có một chương trình tập là bữa nay tập 3 rep tức là tập rất là nặng khoảng 85-90%, thì nên để xuống buổi chiều tập, chứ đừng tập sáng sớm. Tập sáng sớm thì tập không nổi và nó thể tác hại lên cơ. Còn ví dụ giống như tập những cái môn mà của Duyên tập như mấy lớp nhảy Zumba rồi mấy cái lớp cardio rồi kia nọ đó, thì cũng tương đối không quá cao, thì mình tập buổi sáng ok. Cái gì? Tại vì dùng tạ không quá nặng, rồi cũng không quá kéo dài. Rồi cái việc catabolism bị dị hóa cơ, dưới những tác động đó thì nó sẽ dị hóa cơ và nó sẽ ngưng luôn cái chuyện xây dựng cơ bắp, dẫn đến chịu những cái triệu chứng của overtraining. Rồi tổng hợp lại những cái hệ thống nội tiết này, chức năng chính của nó là giữ cân bằng nội môi, cân bằng
môi trường bên trong, gọi là cân bằng nội môi. Làm gì làm nó sẽ đưa về cái trạng thái cân bằng, mặc kệ mình có làm gì, mình có tăng, mình có giảm cái gì, mình có đưa gì bên ngoài vô, cuối cùng nó sẽ đưa về trạng thái cân bằng của nó. Rồi, những cái hormone này được sản xuất bởi những cái tuyến nội tiết quan trọng trong cơ thể. Rồi, nó có chức năng lên tâm lý, lên cơ thể, lên tâm lý, đến cảm xúc và để phản hồi lại với những cái căng thẳng, với stress. Ok. Rồi, những đó là cái phần về tuyến nội tiết. Tuyến nội tiết còn nhớ được bao nhiêu cái? Tuyến nội tiết này mình học bao nhiêu cái? Kể thử học được bao nhiêu cái? Insulin, rồi. Glucagon. Insulin, glucagon. Rồi, chưa trước cái testosterone này mình có cái nè, catecholamine, adrenaline nè. Đó. Nhớ chưa? Fight or flight. Nhắc tới catecholamine cứ nhớ cái cụm từ fight or flight thôi là xong. Đánh hay chạy. Đó. Đó, nhớ lại cái đó thôi. Rồi xong tới testosterone, estrogen. Rồi, cái quan trọng cortisol. Rồi ứng dụng những cái này, growth hormone, ứng dụng những cái này để phối hợp tập luyện sao cho nó phù hợp. Ok. Rồi đây là hết cái bài này, mình sẽ đi qua bài tiếp theo. Tiếp theo là phần cardio respiratory, hệ tuần hoàn. Thì hệ tuần hoàn này nó có bao gồm tim mạch và hô hấp. Thì mình sẽ đi qua thôi. Đầu tiên là hệ thống tim mạch. Hệ tuần hoàn nó bao gồm hai thứ. Đó là hệ cơ tim, cardiovascular system. Hệ cardio là hệ tim, nói về tim á. Thì nó bao gồm gì? Bao gồm quả tim nè, heart, những cái mao mạch và có máu trong đó. Còn cái thứ hai là hệ hô hấp, respiratory. Được chưa? Cái cardio respiratory thì nó chia làm hai cái, một là cardio, còn cái hai là respiratory. Một cái là bên về tim mạch, về máu, mạch máu. Còn cái là hít thở. Thì nó gồm có khí quản, phế quản, rồi để coi cái gì đây. Phế nang, phổi, những cái về chức năng trao đổi oxy. Cơ thể mình khi mà thiếu oxy là không có thể làm gì được hết. Giống như những người bị sao ta? Nguy hiểm nhất là giống như mấy bệnh mà như bị tai biến chẳng hạn. Hoặc là bị tử vong, nhưng mà cái mà nguyên nhân chết dễ nhất đó là bị ngộp chết. Giống như cháy, chưa bị chết cháy là ngộp chết ngắt trước rồi. Nên cái oxy này là cái quan trọng. Tại sao bị mất máu nhiều lại nguy hiểm lại chết? Thử trả lời. Mất máu nhiều, tim phải bơm máu nhiều cho nên là sẽ bị nhiều. Trụy tim hả? Tăng huyết áp à? Mất máu ra mà mất máu ra mà làm gì tăng huyết áp? Mất máu bị sốc, nhưng tại sao sốc? Tại sao sốc? Để coi Quân trả lời. Thiếu oxy, đúng rồi. Thiếu oxy đó, cái trạng thái sốc đó là do não nó bị thiếu oxy. Nó dẫn đến trạng thái bị sốc. Mà tại sao não thiếu oxy? Cái não mình không thể thiếu oxy được. Nó thiếu oxy là sẽ bị hiện tượng chết não. Chết não giống như là mấy người bị tai biến đó, khi mà bị nghẹt mạch máu lại, máu không lên não được, là những cái phần não mà bị thiếu oxy, thiếu máu não lên đó, là cái phần não nó sẽ bị chết. Mà như những cái bài trước mình có nói về hệ thần kinh đó, khi mà cái phần não nó đã bị chết rồi thì coi như nguyên phần mà nó điều khiển từ trên dưới đi hết, không còn điều khiển được gì nữa hết. Nên cái mà mất máu nhiều, nguy hiểm khi bị sốc đó là do trong máu có oxy. Chút nữa mình có đi tới cái phần máu thì mình sẽ biết là trong máu nó có chứa oxy, nó vận chuyển oxy này kia nọ. Rồi, hai hệ thống này nó sẽ hoạt động cùng với nhau, hệ tuần hoàn, tạo nên hệ tuần hoàn cung cấp oxy nè, oxygen và chất dinh dưỡng, nutrient. Chữ nutrient này nó khác với lại cái chữ nutrition nha. Nutrient này đang ám chỉ là những cái chất dinh dưỡng, còn nutrition mình dịch chung là dinh dưỡng. Ok, nốt lại để nhớ, để biết nó khác nhau. Rồi, nó cung cấp cho cơ thể hai cái thứ này. Và làm gì nữa? Nó vận chuyển những cái phế phẩm
từ cái quá trình trao đổi chất đi ra ngoài và CO2 từ tế bào đi ra ngoài. Rồi, đầu tiên là về hệ cơ tim cardiovascular system nè. Cardiovascular system mình sẽ làm cái gì? Ok, trong này nó mình có một số cái cụm từ cần biết. Bữa có nghe qua stroke volume chưa? Stroke volume. Stroke volume. Cái này cấu tạo tim thì chắc đọc tiếng Việt nó dễ hơn. Các bạn lên Google tìm tiếng Việt, tại đọc tiếng Anh rất là nhức đầu. Đọc tiếng Việt thì mọi người cái tiếng Việt nó đã làm hết rồi, y như cuốn sinh lớp 7 lớp 8 gì đó. Đọc dễ hiểu lắm. Rồi, mình đi sẽ đi tới qua cái cấu tạo đi, mình qua tới cái chức năng. Chức năng của quả tim. Thì mình có cái stroke volume. Stroke volume này là cái gì? Có ai đây nó có ghi nè, nhưng mà các bạn có hiểu stroke volume không? Alo. Hôm bữa hình như có nói rồi. Bữa có nói một lần rồi đó. Stroke volume còn nhớ không? Là gì? Stroke volume. Stroke volume là cái lượng máu mà một lần cái tim nó bóp. Một lần tim nó bóp một cái thì đi ra được bao nhiêu máu thì cái đó là stroke volume. Ok. Mỗi một nhịp bóp một cái thì cái lượng máu nhiều hay ít thì cái đó là stroke volume. Rồi cái thứ hai cần phải biết đây, heart rate. Heart rate là bao nhiêu nhịp một phút, chẳng hạn vậy, là số nhịp đập một phút. Rồi vậy cơ thể người ta bình thường thì đập bao nhiêu nhịp một phút thì ok? 50-80 à? 50-80. Rồi ở đây có ghi nè, sắp xỉ 70-80 nhịp một phút đối với người bình thường, trong trạng thái bình thường không tập luyện gì hết. Vậy 70 tốt hơn hay 80 tốt hơn? Hay 50 tốt hơn? 75. 75. Không, giữa mấy số này nè, giữa ví dụ 50, 70, 80 thì số nào tốt nhất? Số 70. 70 hả? Tùy người chứ. Ok. Cái nhịp tim này nói lên chuyện gì? À, giờ câu hỏi là nam với nữ ai nhịp tim cao hơn? À, tùy coi to hay bé nữa, giống như con voi với con chuột. À, ok. Nhưng mà giờ ví dụ nam với nữ nè, nam nữ thì nam với nữ ai nhịp tim cao hơn? Đáng nữ thử. Nhịp tim cao hơn chứ hả? Nữ nhịp tim cao hơn, đúng rồi, nữ nhịp tim cao hơn. Rồi, nhịp tim này thấp xuống thì tốt hơn là cao. Và nó sẽ thay đổi tùy mỗi người. Có người 70, người 72, người 75. Tự mình đo, mình bấm vô mặt mình đo là mình biết bao nhiêu nhịp một phút. Nhưng cái số này càng thấp thì người đó càng khỏe. Tại vì sao? Nó liên quan đến stroke volume nãy. Nhớ không? Cái stroke volume, những người mà mạnh khỏe có tập luyện tim mạch nhiều á, một cái lần bóp của họ đi ra lượng máu nhiều hơn so với những người không tập luyện. Thì giống như một phút họ chỉ cần đập 70 nhịp thôi là bằng cái người bên kia một phút đập 80 nhịp cùng một lượng máu nhau. Hiểu vấn đề không? Hiểu. Đó. Thì những người mà đau cái nhịp tim này xuống còn 60 hoặc là 50 năm mấy chẳng hạn thì thế giới chắc cần vài người thôi. Có người thì sẽ làm được, người ta tập luyện để giảm nhịp tim này xuống, nhất là những người lặn độ sâu cao á, họ điều giảm nhịp tim xuống để họ giảm cái sử dụng năng lượng rồi điều khiển nhịp thở luôn thì họ mới lặn sâu được. Thì cái nhịp tim này tập luyện xuống càng thấp, đây là trạng thái nghỉ ha, nhớ là mệnh đề là trạng thái nghỉ, resting heart rate nè, chúng ta đang tập luyện ha. Thì nhịp tim càng thấp xuống 70 thì càng tốt, là người đó càng khỏe. Rồi. Cái đó là nói thêm để biết. Rồi máu. Nhưng mà lúc ngủ nhịp tim nó thấp lắm mà. Đúng rồi, lúc ngủ nhịp tim phải thấp tại vì lúc này nó cơ thể giống như nó đi vào trạng thái standby, trạng thái nghỉ ngơi giống như cái máy tính đó. Mình đóng nắp lại thì nó sẽ tốn ít pin hơn, thì cái người mình cũng vậy thôi. Người mình ngủ, người nó ngủ, cơ thể nó vẫn trao đổi bên trong nhưng ở với tốc độ chậm hơn thì nhịp tim nó không cần phải bơm nhiều nữa. Nó sẽ giảm lại từ từ, nó giảm nhịp tim lại để cho nó đáp ứng đúng cái mà nó cần thôi. Còn khi bắt đầu mình mở mắt, mình thức dậy, bắt đầu nhịp tim tăng nhanh từ dần dần lên lại. Đó. Người mình giống như cái máy vậy thôi. Hiểu không? Chứ không phải là nó có lên nó có xuống.
có lên có xuống chứ không phải lúc nào cũng y như vậy đâu. Rồi rồi chức năng của máu để làm cái gì? Cung cấp, đây là cái dung dịch cung cấp cho các cơ quan cơ thể và tế bào chứa oxy và dinh dưỡng, nhằm cái chuyện gì? Tạo nhiệt độ cơ thể. Nó tạo nhiệt độ cơ thể, giống như máu chạy dưới những cái mao mạch đó, mao mạch thì đầy hết trên cái người mình, máu chạy qua chạy lại liên tục vậy, thì những cái mao mạch đó nó ấm lên thì nó tạo ra cái nhiệt độ cơ thể của mình. Rồi đó, kháng viêm, gọi là viêm nhiễm, chống lại viêm nhiễm, fight infection, chống viêm nhiễm, và vận chuyển những cái sản phẩm phế phẩm sau khi trao đổi chất xong, những cái nào cơ thể không dùng đào thải ra bỏ. Rồi trong cái máu mình nó có những các huyết tương chứa chất dinh dưỡng, mà cái phần chính là những cái như gluco máu nè, hormone và clotin là chất đông máu ha, chất đông máu để giúp bảo vệ cơ thể thôi, giống như bị rách da này kia không bị mất máu hoài đến chết như vậy đó. Rồi trong một cái tế bào máu đó thì nó có ba thứ trong một tế bào máu, là tế bào hồng cầu nè, red blood, tế bào bạch cầu và tiểu cầu. Ok rồi, chức năng. Ok, về chức năng của nó mình sẽ coi cái bảng này để cho nó gọn. Chức năng chính, chức năng cơ học, support. Chức năng vận chuyển nè, đầu tiên là chức năng vận chuyển gì? Vận chuyển oxy, chất dinh dưỡng vô mô tế bào. Rồi vận chuyển gì nữa? Vận chuyển những cái chất phế phẩm đi ra, từ những tế bào đó đi ra. Rồi vận chuyển gì nữa? Vận chuyển cái hormone. Đến hormone hôm trước học. Hormone là gì ta? Hormone là cái gì? Nói một cái cơ bản nhất về hormone là gì? Vận chuyển hormone đến các cơ quan và tế bào. Vậy hormone là cái gì? Như insulin là cái gì? Glucagon là cái gì? Có ai sản xuất, trao đổi chất, giúp phát triển. Rồi để coi Quân trả lời. Nội tiết tố. Bữa trước mình có nói tất cả các hormone và enzyme. Enzyme không phải hormone đi. Hormone là những cái công tắc để nó kích hoạt một cái chuyện gì đó trong cơ thể mình. Giống như insulin đưa tiết ra cái là để cơ thể nó biết lúc này là phải hấp thu đường vô mấy tế bào, gluco vô tế bào. Còn glucagon tiết ra cái phải lấy đường trong tế bào đi ra ngoài. Đó. Thì hormone là công tắc. Thì khi hormone sản xuất rồi, nó đâu sản xuất ngay tại cái tế bào đó, mà sản xuất ở trên những cái tuyến yên, rồi tuyến thượng thận này kia nọ đó, thì nó phải có một cái để vận chuyển, đúng không? Thì đó là máu, hormone tiết ra đi vô máu, rồi cái máu đó chuyển đến những cái nơi cần thiết trong cơ, trong tế bào này kia nọ, thì đến từng nơi cụ thể nó mới báo tín hiệu cho chỗ này, bật lên này, bật lên kia đó. Cứ hiểu nôm na hormone là những cái công tắc. Ok, còn nếu mình không kích hoạt những hormone đó, cơ thể nó không làm gì hết trơn. Ok, nên cái chuyện tại sao ăn kiêng không giảm cân được mà phải kết hợp tập luyện, tại vì giờ ăn không thì không tập thì cơ thể đâu có hấp thụ vô. Ăn kiêng ở đây là cái chuyện là mình đang ép cho cái calo in đó, nó thấp hơn calo out để mình giảm cân thôi, nhưng thật ra giảm như vậy nó không có khỏe. Mình nên kết hợp cả hai, cái tập luyện để mình ăn uống nó dẫn vào hấp thu vô cơ, và cái chuyện mình kiểm soát chế độ ăn mình kỹ thì mình ăn những cái thứ tốt lành cho cơ thể đó, nó xây dựng một cơ thể tốt hơn đó. Thì hai cái đó phải nên đi với nhau, một cái là để kích hoạt cơ thể, một cái là để đắp dinh dưỡng vô. Rồi chức năng regulation là gì quên tên này. Điều hòa nhiệt độ và axit, cân bằng axit trong cơ thể, cân bằng pH. Rồi chức năng bảo vệ khỏi cái việc chảy máu bằng chế độ đông máu nè, clotting, và chứa những cái chất kháng viêm đặc biệt để chống lại bệnh tật, disease and sickness. Rồi ok, blood vessel đây là cái đường đi của máu khi mà từ tim đi qua đi lại này kia. Cái hình này trước nhớ quen không? Hình như lớp 7, lớp 8 học rồi. Hình như mình học hết rồi. Hình này quả tim.
mạch máu. Rồi, đó là cái phần về tim. Mình biết sơ qua về chức năng nó vậy ha. Còn cái phần mạch máu này, Phát nghĩ là nên đọc tiếng Việt dễ hơn, nó cụ thể hơn luôn. Coi theo mũi tên đi đi. Rồi, tiếp theo mình đi tìm hiểu về hệ hô hấp. Hệ hô hấp, hệ hô hấp ở đây mình quan tâm đến hai chuyện, đó là lúc hít vào và thở ra. Có bao giờ cảm giác khi mà hít thở, người ta hay nói hít thở sai tập không nổi á, hoặc là tập sai á, hoặc là hít thở bị sai trong khi tập á, có ai bị chưa? Có. Thí dụ đó là trường hợp nào? Sốc hông. Sốc hông. Rồi. Rồi ở đây có ai tập nặng rồi hít thở không kiểm soát được hơi thở cái bị tập không nổi không? Alo. Có em. Đây. Cái phần này mình sẽ đi tìm hiểu chính vào cái chỗ này nè, bảng 3.2 này. Cấu tạo của cái việc hô hấp. Thì trong cái mỗi lần mình hít thở vậy á, nó có cái gì tham gia vô? Nó gồm xương, gồm cơ. Cơ ở đây là những cái cơ mà để hít vào nè, inspiration là hít vào nè. Và cơ expiration là cơ để thở ra ha. Thì từ đó nó có liên quan đến cái chuyện là mình hít thở sai, nó làm sai tư thế của mình, nó làm sai động tác của mình luôn. Đây, vậy thì mình phải coi những cái này là những cái gì. Rib này là xương lồng ngực, xương sườn đó, rib cage đó, xương sườn. Vertebrae là xương cột sống hôm trước mình có đi qua rồi. Sternum là cái gì đây? Sternum. Đây, cái xương này nối giữa hai cái ngực nhau. Đó thì cái phổi nằm bên trong. Khi mình hít thở sai thì nó sẽ ảnh hưởng nguyên cái bộ khung này nè. Nguyên bộ khung. Nãy có gì? Có cột sống đúng không? Phía sau. Rồi, cái mặt này. Xương sườn và mặt trước. Đây là sternum. Ok. Rồi, về phần cơ thì mình vẫn có cơ nào, những cái cơ nào sẽ hoạt động nè. Diaphragm. Diaphragm là cơ hoành. Có ai biết cơ hoành không? Cơ hoành. Cơ external. Cơ hoành trước đi. Để biết coi hình dạng nó làm sao, coi nó nằm ở đâu. Để mình biết coi một lần hít thở mình nó có cái gì hoạt động. Diaphragm là trong cái phổi. Cái cơ phổi, cơ hoành đây nè. Đây, diaphragm nè. Thấy không? Thấy một cái màu hồng này không? Như cái máy vòm nè. Khi mình hít thở cái này nó sẽ chạy lên chạy xuống nè, nâng lên xuống nè. Đó là diaphragm. Rồi, external intercostal. Ở đây nó có từ những cái này mình sẽ dẫn đến cái chuyện là hít thở sai, có những người sẽ bị đau vai gáy, đau cổ này kia đó. Từ đi theo từng cái cơ thì sẽ thấy. Rồi, đây là cơ lồng ngực. Cơ phía trong lồng ngực. Rồi, bám theo xương lồng ngực ha. Chịu trách nhiệm hít thở. Rồi tới cái cơ này nè, vùng cổ nè, lên tới vùng cổ nè. Thì khi nếu mình hít thở sai, những cái cơ bự ở dưới nè, như bữa có nói cơ bự là cơ gì chịu trách nhiệm chính. Còn những cơ nhỏ là cơ phụ. Vậy những cái cơ nhỏ là cơ này, scaleness nè, scaleness. Thì khi những cái cơ lớn á mà mình làm cho nó làm không đúng chức năng của nó, thì những cái hằng nhỏ này nó phải thế vô, nó làm gọi là bù trừ á. Thì nó bù trừ trong khoảng thời gian lâu quá, nó dẫn đến trường hợp gì? Bị căng cơ. Thì từ đây dẫn đến chuyện đau vai gáy nè. Đây, mắc từ ngay cổ xương sườn lên tới trên cột sống cổ, đốt sống cổ nè. Thì người ta sẽ hay dễ bị đau những cơ này do hít thở sai trong lúc hoạt động bình thường và hít thở sai trong lúc tập luyện luôn, cả hai luôn. Rồi, cơ này là cơ gì đây? Vậy hít thở khi thế nào là đúng? Ai trả lời thử cái nào hít thở thế nào đúng? Đây cũng là vùng cơ cổ nè. Hít thở sai là sẽ bị đau vùng vai gáy nhiều ha. Cơ cổ. Duyên, hít thở sao đúng? Không biết luôn. Pectoralis này. Thấy mình còn sống là đúng. Đây là cơ ngực phía trên. Đó,
nên sẽ hít thở sai sẽ có hiện tượng tức ngực. Tức ngực rồi đau vai gáy, nhức cổ, nhức đầu. Nhức cái phần cổ, cơ cổ đó sẽ dẫn đến nhức đầu luôn á. Nên nhiều người nhiều khi ngồi này kia nọ sai tư thế rồi nó căng cái cơ cổ đó quá hồi bị nhức đầu luôn. Cái người ta hay nói bị tiền đình. Rồi internal. Đấy là cơ internal, external, giờ phải internal. Rồi để đó giờ mấy bạn nữ á, như Duyên nè, có hay hóp bụng không? Hóp cho các em mình nhỏ lại đó. Có em. À, rồi khi nào mình hóp hay lúc nào mình cũng hóp hay là những lúc nào bận đồ đẹp mới hóp hay sao? Hay lúc lúc sống ảo hóp vô. Lúc sống ảo hóp vô, sống ảo hóp vô. Ok. Rồi. Vậy lúc tập có hóp không? Đây cơ, cái lúc mà thở ra mình sẽ dùng cơ bụng nè, abdominal nè. Abdominal là cái phần xóa muối. Đây, xóa muối. Abdominal. Thì thông thường giờ mình thử để ý nè. Giờ để một tay lên bụng, một tay lên ngực, hít thở bình thường coi cái ngực mình lên hay là cái bụng mình lên. Hít thở thử. Để lên một tay lên ngực, một tay lên bụng. Kiểm tra thử coi lúc mình hít vô là cái ngực nâng lên hay cái bụng nâng lên. Duyên cái bụng nha. Cái bụng không? Rồi. Có bạn nào hít thở lên cái ngực không? Rồi. Nãy giờ đi qua một mớ cơ này rồi thì mình có thể thấy được cái phần lúc mà hít vào nè, inspiration nè, thì cái hàng diaphragm này là cái cơ lớn nhất, đúng không? Cơ lớn nhất thì nó phải là cái hàng chịu trách nhiệm chính trong việc hít thở này. Thì đó là lý do mình hít thở mình phải đưa hơi xuống tới bụng, xuống tới đây, cái bụng nó phải phình lên thì mới là hít thở đúng. Còn hít thở mà cái ngực đẩy lên đẩy xuống thôi á, là mình chỉ hít ở cái hơi nông thôi, chưa đủ. Thì những người mà hít thở ở cái hơi nông vậy á, sẽ gọi sao ta, phải hít thở nhiều lần hơn. Và cái phần cơ trên phần cổ này nó sẽ hoạt động nhiều hơn so với những người hít thở bằng bụng. Ok. Nên bụng sao để vậy đi, khỏi hóp. Ok. Đó thì sau này mình sẽ có một buổi offline để mình hướng dẫn cách gồng core rồi cách hít thở khi kết hợp core. Thì nó sẽ, các bạn sẽ thấy mình hít thở bằng bụng xong mình siết cái bụng lại như thế nào để mình có thể hoạt động tập luyện với mức tạ lớn này kia nọ mà nó vẫn an toàn. Ok, còn mấy cái này là cái đường vận chuyển khí ra vào trong cái đường thở mình thôi. Ok. Tổng hợp oxygen. Thì số liệu nhiều quá. Đọc vô cũng không hiểu luôn. Rồi ok. Cái bài cardio này mình nắm những ý chính như vậy thôi. Ủa vậy là mình vẫn hít thở bằng bụng rồi mới gồng kho giữ hơi. Thật ra cái chuyện mà gồng kho á, cái chuyện phrase kho á, là nó không liên quan đến hơi thở. Mình thở ra nó vẫn gồng kho được, mà mình hít vào nó vẫn gồng kho được. Cái chuyện gồng kho á, là cái việc mình kiểm soát cơ bụng mình ngay lúc đó. Còn việc mình hít vào khi lúc gồng kho để làm gì? Để cái bụng nó đang gồng cứng rồi ha, mình đưa hơi vào nữa để mình nén thêm cái lực áp suất vào trong cái ổ bụng mình cho nó càng cứng hơn nữa. Thì lúc đó nó sẽ tạo thành một cái khối vững, giữ cho cột sống mình vững chắc. Thì lúc đó nó an toàn. Ok. Để cái buổi offline mình sẽ biết cách gồng kho mà không hít và cái cách gồng kho lúc mình hít thì nó sẽ khác biệt như thế nào. Rồi, cái này xong phần cardio. Cardio có hai bài ý chính thôi. Nhớ không? Gồm có máu làm gì, rồi tim làm gì, rồi tim bao nhiêu nhịp phút, rồi tới hơi thở, hít thở cơ nào chính, cơ nào phụ, hít sao cho đúng vậy thôi. Đó, những cái đó là cái chính. Có thắc mắc gì không? Alo. 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 Nghe nè. À, ngày xưa nhớ mình ngồi đi tập và nói mình tập mệt, uống nước vô là to tim, là cái đó thì cái không? Uống nước vô bị gì? Hồi ngày xưa mình đi tập á, mà mình nói tập mệt uống nước vô bị to tim, thở van tim được thì... Bị to tim, thở van tim hả?
Không, anh Tim chưa đọc, chưa có đọc về cái chuyện mà tại sao bị hở van tim. Giống như giờ tiếp cận vô một vấn đề phải tìm hiểu coi hở van tim là gì, rồi nguyên nhân nó làm sao, nguyên nhân nó làm sao, rồi mình mới biết được, mình mới liên kết những cái thông tin này lại với nhau, mình mới biết được là uống nước trong lúc mệt hay gì đó nó có mới có bị hở van tim hay không. Chứ cái này chưa đọc. Ok. Rồi, bài này, bài tiếp theo khá là quan trọng, bài số 4 mà nãy mới soạn tới bài cardio à. Giờ chắc đọc tới đâu vậy? Dịch tới đó, sửa tới đó luôn. Rồi, bài tiếp theo là bài này quan trọng, bài này là bài về chuyển hóa năng lượng, metabolism nè. Và bioenergetic. Bioenergetic là năng lượng sinh học á, năng lượng tức là cơ thể mình dùng những cái chất mình ăn uống vô chuyển hóa thành năng lượng như thế nào, rồi cái năng lượng đó nó tác động ra môi trường sau này kia ngược lại đó. Rồi giống như là chạy bộ thì nó dùng năng lượng gì, rồi tập tạ thì dùng năng lượng gì đó, những cái đó. Rồi đầu tiên giới thiệu qua, cơ thể chúng ta cần cung cấp nguồn năng lượng liên tục để đáp ứng những chức năng phù hợp, duy trì cho sức khỏe và môi cân bằng môi trường bên trong đó. Khi mà học về fitness họ luôn nhắc về vấn đề sức khỏe và cân bằng môi trường bên trong, chứ không ai nói chuyện giảm mỡ hết trơn. Nên tập gì tập khỏe là trước, khỏe trước đi rồi đẹp tính gì tính. Rồi nó sẽ tùy, nó rất là đặc trưng cho mỗi người và nhu cầu khác biệt ha. Dựa vào nhu cầu, yêu cầu dựa trên mỗi người, khả năng mỗi người khác nhau. Giống như một người chạy bộ sẽ khác với một người tập tạ, khác với một người powerlifting, một người tập võ, thì cái chỉ số cơ chuyển hóa này sẽ khác nhau hết. Rồi từ những cái thức ăn mình ăn vô, những thức ăn mình ăn vô nó sẽ cung cấp nguồn năng lượng này phù hợp và trở thành nguồn năng lượng. Ok, vậy cái đầu tiên các bạn có hình dung được khi mình ăn vô thì đồ ăn nó sẽ vô cái miệng mình xong rồi xuống dưới nó làm gì không? Nó sẽ làm gì với cái đồ ăn, cơ thể mình làm gì với cái đồ ăn đó? Ví dụ bữa nay ăn một dĩa bò bít tết với lại khoai tây chiên, nó sẽ làm cái gì với cái đó? Tiết ra enzyme, enzyme để tiêu hóa. Ờ đúng rồi, cơ thể ăn xong trên miệng mình có enzyme một phần để tiêu hóa cái tinh bột nè, nó phân giải, mình gọi chung là nó phân giải ra. Tưởng tượng mọi thứ được cấu tạo từ ok enzyme trong nước miếng amila. Rồi mọi thứ được cấu tạo từ những phân tử, những liên kết, thì khi mà đưa vào cơ thể á, cơ thể nó tiết ra những enzyme đó để làm cái gì? Nó làm cái chuyện là nó sẽ cắt những cái liên kết đó ra, cắt những liên kết đó ra từ miếng thịt bự, cắt thành những miếng nhỏ hơn, nhuyễn nhỏ là nhỏ luôn, và nó tạo thành một cái người ta gọi là, ở đây người ta sẽ gọi là substrate. Mình có thể tưởng tượng là những cái enzyme đó hoặc là axit dạ dày đi, gọi là axit dạ dày ha. Cái miếng thịt đó nằm trong cái dạ dày mình, được ngâm trong axit cơm này kia nọ, carbohydrate nè, protein nè, fat nè, tất cả những thứ đó nằm trong dạ dày mình. Dạ dày mình tiết axit ra, rồi nó ngâm cái thức ăn đó đến khi nào nó phân rã hết toàn bộ cái đó ra, thì nó phải phân rã toàn bộ ra thành cái dạng dung dịch lỏng. À nói cái chuyện đó thì có nhớ có ai nhậu bị ói sắp mặt chưa? Có ai nhậu ói sắp mặt chưa? Rồi. Đó thì cái đống mà mình ói sắp mặt ra đó là tưởng tượng đồ ăn trong dạ dày mình nó như vậy đó, được chưa? Đó thì khi đồ ăn nó vô trong, nó phân giải nhuyễn như vậy đó, và nó lẫn trong những cái dịch đó luôn, là nó từ trong dạ dày mình đó. Còn mình ói là mình đang trào ngược hết cái đống trong dạ dày ra. Và khi mà một đống enzyme luôn hả Phát? Đúng rồi, là mình ói một đống enzyme và đống axit dạ dày ra. Đó lý do tại sao khi mỗi lần ói xong á, cảm giác bị rát cổ họng, rát dài xuống tới lồng ngực luôn, có không? Mỗi lần ói xong hôm trước có học về cái chuyện mà có nhiều vận động viên á, họ bị tâm lý chuyện ăn kiêng ép cân quá, họ ăn xong họ móc họng ói, ăn xong rồi cứ mỗi lần ăn xong móc họng ói để làm gì, để không có nạp cái lượng calo vô nhưng mà vẫn được ăn thỏa thích,
hiểu không? Đó, nó dẫn đến cái chuyện là khi họ ói ra nhiều vậy thì những người đó sẽ có vấn đề về răng miệng và vấn đề về đường hô hấp, cái đường mà tiêu hóa thực quản này kia nọ. Tại vì sao? Tại vì khi họ móc ói vậy, cái axit trong dạ dày là axit mạnh, nó trào ngược ra, nó sẽ ăn mòn dần cái đường thực quản mình và nó ăn mòn cái răng mình luôn. Cái răng miệng mình thì cũng đơn giản, nó cũng là thịt hà này kia, cũng là canxi này kia thôi. Canxi gặp axit, axit miệng nó còn chịu không nổi, và axit dạ dày cứ ói ra hoài, nó sẽ dần bào mòn hết những thứ trong cơ thể mình luôn. Đó, thì nói cái chỗ substrate này tức là cái đống đồ ăn mình nhặt ăn vô rồi cộng với axit dạ dày ra cái đống ói mình á, là đang nằm trong người mình á. Bữa trưa mình ăn gì đó là đang nằm vậy đó. Thì bao gồm carbohydrate nè, protein nè, fat nè, và nó cung cấp nguồn năng lượng dự trữ, cung cấp các chất hóa học. Rồi, ok, từ cái đống đó xong bắt đầu nó hấp thu vô ruột non, rồi từ ruột non đi theo máu chuyển qua đến những cái tế bào của mình, chuyển qua tế bào mình, vào những cái tế bào đó thành tạo thành năng lượng. Rồi năng lượng đây, cái hình mô tả gọi là chemical energy. Tất cả các thứ mình ăn trên đời này đều phân ra thành những cái thứ này đây, carbohydrate, fat và những thứ khác, bao gồm protein và những cái chất khoáng chất này kia nọ đó. Ăn vô chuyển hóa thành năng lượng cơ thể, là gọi chung là ATP. Cái lượng này là mình xài chính nè, và chuyển hóa bên trong metabolism. Những cái thứ này làm gì nữa? Nó vào giúp duy trì thân nhiệt, rồi giúp cho đào thải những cái chất cặn bã nè, carbon dioxide nè. Có các bạn có biết con người mình á, nó đi đốt năng lượng bằng bao nhiêu con đường không? Giống như cái đường ăn vô thì mình ok rồi ha, mình có thể quản lý được. Vậy ví dụ một người muốn giảm cân thì họ phải để ý bao nhiêu thứ, giống như cái thứ gì sẽ giúp họ giảm cân được cái calo out đó? Tập luyện. Rồi gì nữa? BMR. Rồi gì nữa? Còn một cái nữa là TEF ha. TEF là năng lượng khí hậu nơi mình sống. Ok. Một cái nữa là TEF, khí hậu nơi mình sống cũng là một phần. Nhưng mà tại sao nữa? Cái khí hậu nơi mình sống nó là BMR đó. Giống như người ở những nơi lạnh hơn sẽ đốt năng lượng nhiều hơn so với những người nơi nóng. Tại vì sao? Quân, tại sao Quân? Tại sao người ở xứ lạnh sẽ phải đốt năng lượng, dùng năng lượng nhiều hơn so với người ở nơi nóng? Còn TF là cái năng lượng lúc mình hấp thu thức ăn, mình tiêu hóa. Lạnh rùng mình. Rồi, rùng mình. TE chữ E, TF. TF. Đốt năng lượng hay không? Rồi, ok. Đúng rồi. Ok, cái BMR là vậy. Trong ba cái này, tập luyện, BMR và TEF, thì cái nào là cái chính để người ta có thể giảm cân nhanh? Đoán cái xem. Nào cũng quan trọng. Cái nào cũng quan trọng, đúng vậy. Nhưng cái ba cái này nó chạy liên tục với nhau. Ba cái này nó đều quan trọng như nhau. Nhưng cái nào chiếm phần lớn? Có một cái chiếm nhiều hơn những cái còn lại. Nói vậy thì chắc TEF rồi. TEF hả? Tại sao? Nghĩ sao? Thì nếu mà mình chuyển hóa năng lượng đốt nhiều thì nó tốn năng lượng nhiều thì mình giảm cân được nhiều. Rồi, ok. Rồi, trong ba cái này, tập luyện, BMR và TEF, thì BMR là cái hằng đốt nhiều nhất. Tại vì nó là cái hằng mình có ăn hay mình không ăn, hay mình có tập hay không tập, thì nó vẫn đốt. Hiểu vấn đề không? Mình có làm cái gì đi thì làm, mình có nhịn ăn, mình chia tay bồ, mình làm gì đó, mình nghỉ tập gì đó, nó vẫn đốt. Nó hoạt động 24/7. Ok. Thì cái này, để xuống đây coi cái bài BMR. BMR thì nó sẽ đốt khoảng 60 đến các con đường đốt mỡ. Nó đốt khoảng 65 đến 70% á.
Đó, thì cái đó nó chiếm hơn 50% rồi. Sao ta? Bữa tiền mà cầm tiền quên mất rồi. BMR race. Nó chiếm phần lớn cơ thể, cái lượng đốt cơ thể. Rồi tập luyện chiếm bao nhiêu? Tập luyện chiếm khoảng 20. Được chưa? Cái thằng quỷ kia 65, 70 gì đó. Tùy mỗi người ha. Tập luyện khoảng 20. Còn cái cuối 10 là của tiêu hóa. Ok. Để kiếm lại cái link kia rồi gửi cho mấy bạn coi sau. Để mà để biết. Rồi. Để biết. Thì cái BMR này thì đã đặt ra vấn đề gì? Đặt ra vấn đề là làm sao mình tăng được cái chỉ số BMR này lên. Đúng không? Tập luyện thì mình có thể tập nhiều hơn được. Nhưng mà cũng chỉ đốt có 20% mà. Còn TF giờ mình ăn nhiều hơn nữa thì nó cũng đốt năng lượng mà có 10% mà mình ăn nhiều thành dư năng lượng. Vậy cái cuối cùng làm sao tăng cái BMR này nè? Nó mới là cái thằng quỷ chính giúp mình giảm cân hoặc là duy trì cân nặng này kia. Thì trong cái bài sẽ có. Thì nó có những cái như là bao gồm tập nặng nè, rồi ăn chế độ healthy nè, chế độ clean nè, rồi nhiều cái nữa, 6-7 ý gì đó. Để gửi cho mấy bạn một cái link coi. Rồi, ở đây mọi thứ năng lượng, mọi thứ đồ ăn đó sẽ chuyển thành ATP. ATP. ATP là nguồn năng lượng nhanh. Bioenergetic fuel. Có lẽ hôm nay phải ngừng ở đây rồi, để mình phải soạn thêm phần này. Để có nhiều ý quan trọng lắm. Còn nói vậy nó hơi lâu. Chắc hôm nay ngừng đây ha. Có ai thắc mắc gì không? Alo. Alo, alo, alo. Alo. Có thắc mắc gì không? Có thắc mắc cái việc về cái kho. Thí dụ hôm bữa có nghe mấy bạn chia sẻ về việc gồng kho cũng giúp cho bụng đẹp á, kiểu là tập siết bụng á, thì có đúng không? Để xem, cũng đúng, đúng rồi. Tại vì gồng kho tức là đang tập bụng đó. Gồng kho là mình đang kích hoạt tất cả các sợi cơ ở khu vực vùng bụng lên. Đây, bữa trước có coi cái hình kho chưa ta? Cái hình cấu tạo của kho, human kho. Thì nó có cái gì đây, thì đây human core nè, như hình này, nó bao gồm cả phần bụng nè, phần bụng trước, phần hai bên eo, phần lưng dưới luôn, và nó luôn có cả phần mông luôn, phần mông cũng là core luôn nha. Đó, còn nếu mà chia thành các lớp thì nhìn đây thấy core mình, người ta đang nói ám chỉ là phần sâu bên trong, sau lớp xích bắt nè, sau lớp sáu múi nè. Đây và lưng dưới nè, thấy không? Thì khi giống như mọi cái cơ khác thôi, khi mình kích hoạt nhiều thì nó sẽ mạnh, nó sẽ gồng, nó sẽ phát triển cái cơ đó. Thì gồng kho cũng là một phần có thể giúp để tập phần bụng săn chắc đẹp hơn. Như ví dụ như trường hợp Phát tập squat, giống như Phát bỏ tập bụng rất là lâu rồi, chắc hơn nửa năm rồi, không có gặp bụng nữa. Nhưng mà tập kho tức là trong lúc squat có gồng kho, lúc deadlift có gồng kho, lúc đẩy ngực cũng gồng kho, nói chung làm cái gì cũng gồng kho hết, thì cái bụng nó tự gọn lại luôn, cái bụng nó tự gọn lại. Nhưng mà để một người mập mà gọn cái bụng thì vẫn phải tập luyện nặng và ăn uống kỹ. Nhưng mà cái này để nói lên cái chuyện gì, nói lên cái chuyện là không phải muốn bụng đẹp là cứ phải gặp bụng. Gặp bụng để làm gì? Để cho cái múi bụng nó dày lên. Ví dụ như Tuấn đi thi đấu thì Tuấn phải có 6 múi thì thi đấu mới được. Thì đó là lý do phải gặp cho cái múi nó dày lên thì người ta mới thấy rõ cái múi. Còn đối với một người bình thường, họ không cần quá gọi là ta phải lúc nào cũng dạch cái bụng ra ngoài cho người ta coi. Người ta chỉ cần gọn cái bụng lại thì họ nên tập gồng kho. Tại vì khi biết cách gồng kho nó có nhiều lợi ích hơn, như là không bị đau lưng, kích hoạt mông tốt hơn, kỹ thuật ok hơn, họ khỏe hơn và họ tự tin hơn, vậy thôi. Chứ có sit back, có 6 múi nhưng chưa chắc cái kho đó tốt ha. Gặp bụng nó không sớm sớm. Hả? Chỉ gồng kho. Ok. Rồi. Sớm sớm.
Tại vì định đợi đến cái bài assessment đánh giá tư thế và cái bài liên quan đến kho rồi làm luôn, nhưng mà còn hơi xa. Còn không ấy được thì để tham khảo ý kiến mọi người, coi được thì làm sớm cũng được. Làm sớm để chỉ các bạn cách gồng kho. Gồng kho rồi nhiều nhiều bài tập về nó. Tại vì hồi xưa bác bị đau lưng, tập sai bị đau lưng dưới, xong rồi từ lúc gồng kho này nọ. Nên bây giờ có thể coi mấy cái clip bác có thể kéo, hồi trước kéo 120 là sụp lưng rồi đó. Kéo 120 là bắt đầu bị chấn thương, đau lưng. Nhưng bây giờ có thể kéo 130 không đai, không gì hết, dẫn lên bình thường là nhờ cái kho đó. Cái kho nè. Cái này là cái đai tự nhiên của mình. Mình là mình nên xài cái đai tự nhiên của mình, chứ đừng có dựa vào cái đai nào hết. Là ok nhất. Rồi ok, mình sẽ tìm một bữa làm buổi offline để hướng dẫn gồng kho và đánh giá cơ thể, đánh giá tư thế, một số kỹ thuật cơ bản. Ok. Rồi còn gì nữa không? Cái phần kho nó gồm có local muscle stabilizer. Đây, local là tưởng tượng sâu bên trong, sau lớp sáu múi là những cái cơ như này. Cơ hoành nè, cơ hoành là cơ gì nãy, cơ mình hít thở đó, nhớ không? Cơ hoành, cơ hít thở nằm trong nè, đó là local, là cơ, những cái cơ mà nó bám tận vô xương mình đó. Sau cái local đó thì mình mới đến cái cơ global, là lớp trung gian. Global thì nó nằm ra ngoài một chút. Đây cũng nó để hình chung chung không. À, tưởng tượng bên trong sau rồi một lớp giữa nữa, rồi tới lớp ngoài. Rồi cái lớp ngoài cùng đây thì mới là abdominal, mới là cái cơ sáu múi nè. Đây. Đó. Ok, bữa sau mình sẽ đi qua cái bài quan trọng này, bài về chuyển hóa. Tại vì bài này không soạn sợ đi thiếu ý, với lại không đủ. Phải soạn là mới được. Ok. Ok, vậy nha. Bye bye mọi người.